Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vừa tới thăm và chúc mừng tạp chí Công dân và Khuyến học nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và mừng một năm tạp chí chính thức hòa mạng Internet toàn cầu. Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng và Trưởng ban Thông tin Truyền thông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Hội Khuyến học Việt Nam gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang làm việc tại tạp chí Công dân và Khuyến học. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng ghi nhận những đóng góp nổi bật của tạp chí trong công tác tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học Việt Nam và các cấp trong thời gian qua. Thế chúng tôi thấy rằng là coi như trong thời gian vừa qua, cùng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có cái bước phát triển mới, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp các ngành. Một trong những thành công đó đấy mà để được cho các cấp các ngành quan tâm đó là công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức, đồng thời có hiểu biết, cổ vũ, động viên công tác khuyến học khuyến tài. Trong cái binh chủng lực lượng tuyên truyền đó đấy, thì có thể nói là tạp chí Công dân và Khuyến học đóng góp vai trò rất là quan trọng. Đây chính là cái tạp chí chuyên biệt, riêng có và thưa quý các ông chí có thế mạnh để tuyên truyền về công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng các học tập. Qua đó, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng yêu cầu tạp chí Công dân và Khuyến học tiếp tục bám sát thực tiễn, sôi động trong cơ sở, là kênh truyền lửa, cổ vũ khuyến khích góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, lan tỏa trong nhân dân. Ông Lê Mạnh Hùng cũng tin tưởng từ những kết quả đã đạt được, tạp chí Công dân và Khuyến học sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy thế mạnh của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó. Ghi nhận sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập Tô Quang Phán thay mặt toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên tạp chí Công dân và Khuyến học gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo hội, đồng thời mong trong thời gian tới, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tạp chí Công dân và Khuyến học phát triển mạnh mẽ hơn, luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận, là kênh tuyên truyền đắc lực của Hội Khuyến học Việt Nam đến các cấp cơ sở và toàn thể nhân dân.